Rồi tiếp tục là một con nữa nha, này con thứ tư nè. Thôi đi. Này nó bảo dưỡng rồi nè, hay lăn lô nè. Xin chào các bác, cảm ơn các bác đã xem cái video này. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 2017. Hôm nay công ty mình có về thêm một cái lô máy là 20 chiếc từ 70 cho tới 95. Thì hiện tại bây giờ cái giá máy á, là dao động từ khoảng 250 với mấy con này, rồi mấy con đẹp đẹp đủ già lên tới khoảng 400. Thì các bác cứ sau cái video này mình sẽ đăng những cái video của từng máy mới về hôm nay. Các bác chỉ việc vô cái list máy đang ngoài sử dụng á, các bác xem có để số khung số máy đầy đủ luôn. Những cái máy nào mà mình đã đăng bán rồi thì nó đã bán rồi, còn những chiếc nào thì mình chưa để chưa đã bán là nó chưa có bán, là các bác cứ hỏi giá thoải mái ha. Các bác thông cảm là cỡ chừng từ 6 giờ rưỡi là mình đi tập thể thao, cho nên là hay để cái điện thoại ở nhà, cho nên không nghe được. Thì các bác nếu mà không được thì các bác cứ nhắn tin cho mình sẽ trả lời. Đó. Đây cũng còn cái đống máy đây nè, đây máy gì chiếc 95 luôn đây. Này là máy cuộn gom nha các bác. Đó. Này là những chiếc mới về mà khách lấy luôn rồi nè, mình đang làm bảo dưỡng cho khách. Nếu các bác cảm thấy thích cái kênh bán hàng của mình á, thì ở dưới đây á, nó có cái nút đăng ký và nút subscribe màu đỏ đỏ. Các bác nhấp vào đó, các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Là các bác sẽ nhận được những video mới nhất về tình hình máy móc này nọ. Thì cái địa chỉ của công ty mình thì chút nữa mình sẽ ra đằng trước quay sơ sơ mấy con máy đằng trước nữa. Ha. Mình sẽ có địa chỉ mình ở Vĩnh Long, mình ở gần bệnh viện Đa khoa Tỉnh. Đây, giờ hiện tại là máy rất nhiều nha, cũng có khoảng 26 27 chiếc á. Mấy có nhu cầu thì cứ đến xem. Rồi, cảm ơn các bác nha. Rồi, nãy như mình nói là cái con đẹp nè, mới về nè. Cái con này 400 mấy giờ vậy đó, 453 giờ đó. Mình có quay video nó là chiếc đầu tiên đó các bác. Đây. Con này là máy Thái xịn nha. Còn máy chữ Thái luôn á. Ngon không? Để thấy hơn. Cái bên cực mới luôn. Nó 435 giờ thôi. Không quay cái hàng vào. Này 70 cũng đang mới về tới nè. Có vài chiếc về trễ. À, thấy không? Đây là con 70 cũng đẹp nữa nè. Còn đây là chiếc 105 này các bác. Mình có đăng video chiếc này rồi đó. Các bác cũng xem lại vào clip máy nó ngoài sử dụng đó các bác xem. Cũng đang gấp hàm con 95 này đây. Còn cụ là về con về trễ quá. Đây. Đang ráp nè. Làm đẹp á. Rồi. Giờ cho các bác xem cái địa chỉ công ty nè. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn đi tới công ty. Ví dụ như là các bác cứ nhớ là xuống tới cái bệnh viện công ty mình nằm ở gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Còn nếu mà các bác đi từ cái hướng mà đâu tới gặp cái bến xe Vĩnh Long á, thì các bác cứ đi đường Phó Cây Đèo năm thẳng xuống. Đường Phó Cây Đèo các bác tới gặp cái bộ binh đó. Gặp bộ binh là bệnh viện Đa khoa là có tâm tay phải luôn. Đi về hướng Trà Vinh á, rồi đi tới từ bệnh viện cách công ty mình chỉ khoảng 800 m thôi là tới à. Ha. Rồi cảm ơn các bác nha. Rồi chào các bác nha. Bữa nay tiếp tục về một lô máy nữa. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 nè. Đợt này đáng lẽ về là tới 24 lần nhưng mà do trục chặt giấy tờ cho nên vì chỉ có 17 18 chiếc nè, còn kẹt lại bệnh. Như cái con này là nó sản xuất tháng 11, 2015 nè. Đó, dàn chân cực kỳ đẹp. Yeah. Còn cái con bên kia để qua xem coi, chắc cũng giống vậy quá. Đây thì dàn chân nó cũng về xích phôn ken thôi. Đây cũng vậy, xích phôn ken mới đẹp. Tháng 11, 2015 luôn. Con này số khung nó là 2523. Chuẩn bị xuống máy đây. Thì một chút nữa sẽ làm video riêng từng chiếc nha. Các bác đón xem. Nhớ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình đó, sẽ nhận được những video của từng máy. Cái nút subscribe ở đây nè, nút đăng ký á. Rồi tiếp tục mấy chiếc kia nó kéo về tới nữa rồi kìa. Các bác ở xa thì cứ theo dõi kênh YouTube của mình nha, thì sẽ nhận được những video từng máy á. Khi mà cái máy nào còn không còn mình trong cái list máy mà sử dụng, mình có để chữ đá bán á, là bán rồi, còn chưa để là chưa bán nha. Các bác cứ nhắn tin cho mình cái số khung đó, mình sẽ trả lời giá lại cho. Rồi đây một chiếc nữa. Mới gì vậy? Con này mới à? Alo. Nghe. Rồi đúng rồi. Thùng cuốn không á hả? Đẹp không á, xích gin vàng chân còn rất là đẹp, máy mới à. Đại cao không á các bác. Có một con này là con xe lướt nè, máy thái xịn đó, trang đó chân á. Đây. Lên cầu trong tính không? Đó, đây là máy thái xịn nha các bác. Chốt vậy. Đây là máy thái. Để tiếp tục xuống mấy con kia nữa. xe mới mua. Rồi tiếp tục của một con này, con thường chứ không phải đẹp. Thì dàn chân nó đã bảo dưỡng rồi cho chắc con này giá rẻ. Con đó cũng là hàng đẹp luôn đó các bác. Đợt máy này về toàn máy đẹp không á, mặc sức mà lựa. Giờ tiếp tục xuống một con nữa nè, đây cũng là máy đẹp luôn. Đợt này về máy đẹp không ạ? Hết giờ rồi. Giờ này về máy đẹp máy hát không ạ? Máy đẹp không á? Rồi. Gì? Có không biết nữa tôi cũng quên. Đây cũng là máy đẹp luôn. Tới đang xếp hàng ngoài đó đó. Bán dễ lắm, mấy đẹp đẹp này nè. Đậu xéo vậy. Thì số khung đó, Dung nó sẽ làm video từng chiếc. Nè, địa chỉ công ty nha các bác. Đây là địa chỉ nè. giờ là xuống máy là cập nhật từng cái số khung luôn nha, rồi chút nữa có video riêng từng chiếc nha các bạn. Sẽ thay xích xịn đó. Đợt này vậy mới đẹp không các bác ơi, vô lựa thoải mái. Quay số khung nữa nè. Đó. Có được hơn khoảng tầng ý 2 tầng. Cho mất cái bộ e rồi. Hỏi nó rồi, nó còn nè. Con này đẹp nè, đừng có đổ à. Này lâu đẹp không à? Máy đẹp không à? Số không? Đó. xuống con này nữa nha. Đây số khung của nó đây. Rồi. Vì trễ rồi, giờ này mới về tới nè. Về tới luôn nè các bạn.